phía tuyến số 9. Hiện tại giao ra cho anh Dũng ở cổng số 6, địa chỉ Vĩnh An, Châu Thành, An Giang. Đây là chiếc 5018 của anh Dũng. Đây là xe của anh Dũng. Anh Dũng số 6 với anh Tú ở cổng số 5 đang đi ở đằng trước. Số điện thoại của cơ khí tính số 9 là 0963 764 552. Sao lắng được chạy. Không được, lắng không được. Thank you.
chạy qua luôn được không? Chạy qua luôn được không? Nó ra lại. Nó qua luôn hả? Ờ, qua đắp qua đây, qua đường tới phút đó nó được rồi. Đắp qua cho nó coi được nè. Rồi rồi. Rồi tới luôn đi, tới tới đầu tới luôn đi. Đúng không? Đúng không? Rồi nhấn bên lên chút xíu, nhấn tới luôn. Tới rồi. Ờ, nhấn nó luôn, ờ, vậy đó. Phan, 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 phan xuống cái này. Rồi, dạ đi. Rồi qua luôn. Nó làm chút chịu nghe bon trời. Ngày nãy bụng đó dữ lắm hả? Hả? À, nãy công qua đó dữ lắm hả? Chắc là cha rồi. Đá màu cỏ vào bên năm ba lần đó. Rồi bao. Có cái đất bên đây thôi mà. Nói ảnh nó gì sờ bỏ rồi. Rồi ngay đó. Quay nó lá hạ xuống chút anh Tú ơi. Chứ nó chạy hở ra chút nó xài qua bên mình không rồi đó. Ui. Ra ngoài chút. Rồi, chạy đi. Không lên đất rồi mày. Hạ xuống. Ừ.